Dạ, câu hỏi đầu tiên quý Phật tử gửi đến sư đó là: Dạ, bạch sư, trong bài kinh Đức Phật cảm thán Dạ Xoa A-la-quá-cá, Dạ Xoa là người nhị nhân, thì theo A Tỳ Đàm thì người nhị nhân không thể đắc quả. Vậy con kính thỉnh sư giải thích, nếu là chuyện phong thần thì con cũng muốn nghe. Dạ, con tri ân sư ạ. Và câu trả lời vắn tắt thôi. Câu trả lời vắn tắt đó là thì Dạ Xoa là một bộ chúng ở trong nhiều bộ chúng của Tứ Thiên Vương. Dạ Xoa là một bộ chúng trong nhiều bộ chúng của Tứ Thiên Vương, và trong cái bộ chúng Dạ Xoa ấy, cũng có người vô nhân, nhị nhân, tam nhân, cũng có những cái vị sơ quả, nhị quả, chứ không phải là Dạ Xoa là phải là nhị nhân hoặc là vô nhân thì không nha. Trong cái bộ các bộ chúng của Tứ Thiên Vương ấy, thì chỉ có cái rồng rồi kim sĩ điểu đó, và một cái loại nữa gọi là quy mê với các quy tắc, cũng như là cái loại á thiên ý. Cái loại này nó là nửa chư thiên và nửa ngạ quỷ, do cái tiền nghiệp đời trước có lúc tu lúc không, có lúc thì thời gian tu nó nhiều rồi dễ vui, và có khi tu một ít rồi cái dễ vui, thì tùy tùy cái chuyện mà mình tu tu nhiều rồi dễ vui hay là tu một ít rồi dễ vui. Thì tới lúc mà bị đọa làm cái loài này nè, thì là tính là chủng loại nó là ngạ quỷ, nhưng mà tùy 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 cá nhân. Như nãy tôi nói đó, nghĩa là tu ví dụ như một một ngày vậy đó, tu vài giờ dễ vui vài giờ, hoặc là tu 5-3 ngày dễ vui 5-3 ngày, hoặc tu vài tháng dễ vui vài tháng. Thì giống như có những người là lên bờ làm cư sĩ mà cứ hết hết thời gian ở trên bờ đi, đi biển đi đánh cá, hoặc là hết cái thời gian mà đi làm ở cái trại chăn nuôi gia súc giết thịt ấy, thì quay trở về họ một năm thì có mấy tháng mà tu hành đàng hoàng hoàng cái gì vậy. Thì khi họ làm cái loại này ấy, thì họ là ngạ quỷ, nhưng mà do có tu ấy, cho nên có nhiều khi là một cứ ngày sướng đêm khổ, hoặc là đêm sướng ngày khổ. Sướng này nghĩa là sống như chư thiên vậy đó, từ thức ăn tới dung sắc hào quang thần lực y như chư thiên, y như chư thiên Tứ Thiên Vương. Tới là lúc họ chịu khổ thì họ có 100 ngàn cách khổ, có người thì bị lửa đốt, có người thì bị côn trùng thú dữ ăn thịt chích đốt vân vân nha. Nhưng mà đại khái là có loài thì cứ ngày sướng đêm khổ, đêm sướng ngày khổ, hoặc là cứ tuần lễ sướng tuần lễ khổ, hoặc tháng sướng tháng khổ, 3 tháng sướng 3 tháng khổ, 6 tháng sướng 6 tháng khổ vậy đó. Thì cái loài này được gọi là cái loài thuộc về bổn chúng Tứ Thiên Vương đó. Khi mà họ làm họ sướng giống như chư thiên á, thì họ là bổn chúng Tứ Thiên Vương. Còn lúc họ chịu khổ thì họ thuộc là ngạ quỷ. Nhớ chỉ có loại đó thôi. Rồi loại thứ hai đó là cái càn thất bà, kim sĩ điểu, đó là một loại chim đại bàng. Loại thứ ba đó là rồng. Thì đây là những cái loài mà bắt buộc phải hiểu đó là loài vô nhân, tức là tái sinh một cái tâm không có cái nhân tố trí tuệ để đặt thiền đặt đạo nha. Chỉ còn ngoài ra như là càn thất bà hay là Dạ Xoa thì trong đó có đủ hết. Trong cả các bạn, trong Dạ Xoa cả các bạn thì họ có nhị nhân, có vô nhân, có tam nhân, có và giờ chứng quả rồi thì vẫn là thánh nhân nha, nhớ. Chứ không có cái chuyện mà nói là Dạ Xoa là nhị nhân thì cái đó là do hiểu sai, chứ cái đó không có nha. Thì là có cái là cũng có bị Dạ Xoa tam nhân. Dạ, chúng con kính tri ân sư ạ. À,